Quay trở lại là phần tin Việt Nam. Bản tin cho biết đã có tuyên bố chung ASEAN nhấn mạnh công ước luật biển của UN tại Biển Đông. Tuyên bố chung của ASEAN nhân kết thúc thượng đỉnh ASEAN 36 ở Hà Nội ngày 26 tháng 6 đã nêu quan ngại về những diễn biến gần đây tại Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của công ước luật biển của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố có đoạn viết rằng, chúng tôi tái khẳng định rằng UNCLOS 1982 là cơ sở để xác định các quyền lợi hàng hải, quyền chủ quyền, tài phán và lợi ích hợp pháp đối với các vùng biển. Trong những tháng vừa qua, thì Trung Cộng đã có một loạt các hành động nhằm gia tăng các đòi hỏi về chủ quyền tại Biển Đông qua đường đứt khúc chín đoạn mà nước này tự vẽ ra ở Biển Đông. Đòi chủ quyền với vùng nước lịch sử vốn bị Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ trong một phán quyết vào năm 2016. Trung Cộng mới đây đã tuyên bố thành lập hai quận hành chính quản lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đang tranh chấp, đồng thời đặt tên cho các thực thể địa lý chìm và nổi tại Biển Đông, bao gồm cả những thực thể nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Mỹ hoan nghênh tuyên bố chung về Biển Đông cùng các lãnh đạo ASEAN. Thưa quý vị, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông Mike Pompeo chia sẻ trên trang Twitter cá nhân rằng Hoa Kỳ đã hoan nghênh tuyên bố chung ASEAN về việc khẳng định quan điểm có thể giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông để dựa trên luật pháp quốc tế. Vào ngày 28 tháng 6, Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã viết trên Twitter cá nhân của mình sau khi mà các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, viết tắt là DOC, và mong muốn sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông, viết tắt là COC, hiệu quả và thực chất, phù hợp với lại luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS 1982. Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 được tổ chức theo hình thức trực tuyến do Việt Nam là nước chủ tịch ASEAN 2020 chủ trì tổ chức. Việt Nam dừng bay các phi công từ Pakistan vì lo ngại bằng giả. Cục Hàng không Việt Nam vào ngày 29 tháng 6 thông báo đã quyết định dừng bay tất cả các phi công người Pakistan đang làm việc cho các hãng hàng không trong nước. Quyết định được đưa ra giữa lúc có những lo ngại cho rằng một số phi công Pakistan đã nhờ người thi dùm chứng chỉ. Reuters loan tin cùng ngày cho biết trước đó, chính quyền Pakistan nói sẽ dừng bay 262 phi công đã gian lận bằng lái máy bay khi cơ quan hàng không toàn cầu IATA phát giác những bất thường trong chứng chỉ của các phi công Pakistan, cho thấy có lỗi rất nghiêm trọng cho việc kiểm soát an toàn. Tin nói ngay khi Cục Hàng không Việt Nam khẳng định đã cấp chứng chỉ làm việc cho 27 phi công Pakistan, các hãng hàng không trong nước đồng loạt ra thông cáo phản bác nói không có. Vietnam Airlines, Jetstar Pacific khẳng định hiện tại toàn bộ phi công nước ngoài của hãng không mang quốc tịch Pakistan hoặc sử dụng bằng cấp chứng chỉ do Pakistan cung cấp. Kế tiếp là bản tin liên quan đến sinh hoạt cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, các nhà bảo trợ tổ chức phát 2.000 khẩu trang tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ. Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 27 tháng 6, 2020, YouTube channel Love Silicon Valley cùng phối hợp với hệ thống bánh mì Oven, hệ thống tiệm vàng Vĩnh Thành, Thành Tín, Victory và các doanh nghiệp trong thành phố San Jose đã phát ra 2.000 khẩu trang vải miễn phí dành cho quý đồng hương tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ thuộc thành phố San Jose của tiểu bang California. Đeo khẩu trang là một trong những cách hiệu quả nhất để có thể ngăn chặn sự lây lan của COVID-19 và hiện nay thì Thống đốc Gavin Newsom đã ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang California. Lệnh ở yên tại nhà vẫn đang còn hiệu lực và virus vẫn còn đang lan rộng. Mỗi người chúng ta hãy thực hiện phần của mình để cùng nhau bảo vệ sức khỏe của bản thân, của gia đình và cộng đồng. Tổ chức việc phát khẩu trang miễn phí đã kết thúc vào lúc 12:30 chiều cùng ngày. Và giúp chúng tôi, giúp đội của Vũ phát khẩu trang cho tất cả các cộng đồng của mình ngày hôm nay. Thì hôm nay mình có sự chuẩn bị tốt hơn và những bánh mì Oven do anh Vũ tổ chức cùng với hệ thống Vĩnh Thành, Thành Tín và Victory tổ chức một cái chương trình rất là quy mô cho những cái khẩu trang, đặc biệt là những khẩu trang được may với tiêu chuẩn cao. Với cái tiêu chuẩn cao này thì quý vị sẽ giữ được cái vệ sinh cũng như là những cái vi khuẩn không được truyền nhiễm qua. Và bản tin đời sống nối tiếp cho biết các sản phẩm dọn dẹp nhà cửa có thể gây ra tình trạng béo phì. Những sản phẩm lau chùi nhà cửa mà chúng ta sử dụng hàng ngày có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ em. Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy những loại nước chùi rửa mặt bàn, cửa sổ hoặc sàn nhà có thể khiến cho con em chúng ta bị béo phì. Và kết quả khảo sát chỉ ra rằng trẻ em sinh sống trong những ngôi nhà sử dụng sản phẩm lau chùi tiêu diệt vi khuẩn sẽ có nguy cơ sở hữu loại vi khuẩn Lactobacillus cao trong bao tử. Loại vi khuẩn này có liên hệ trực tiếp với chứng béo phì.
Trẻ em có cha mẹ dùng thuốc diệt vi khuẩn để lau chùi nhà cửa cũng có chỉ số BMI cao hơn trẻ em bình thường. Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là Anthony Mackie chỉ trích Marvel phân biệt chủng tộc. Thưa quý vị, tài tử có tên là Anthony Mackie, đóng vai Falcon trong vũ trụ điện ảnh Marvel, đã chỉ trích hãng chỉ tuyển người da màu trong trường hợp bắt buộc. Nam diễn viên nói trong cuộc phỏng vấn với tờ Variety hôm 28 tháng 6 rằng anh cảm thấy phiền lòng vì đóng 7 phim của Marvel, nơi tất cả nhà sản xuất, đạo diễn, trợ lý, diễn viên đóng thế đều là người da trắng. Anh nhận ra hãng trực thuộc Disney chỉ thuê ekip da màu duy nhất khi mà làm Black Panther. Anthony Mackie không muốn hãng phim tìm người tốt nhất cho công việc thay vì các yếu tố giới tính màu da. Anthony Mackie, 41 tuổi, bắt đầu diễn xuất từ năm 2002 trong phim 8 Miles của ca sĩ Eminem. Anh nổi tiếng toàn cầu nhờ vai siêu anh hùng Falcon của vũ trụ điện ảnh Marvel. Lần đầu xuất hiện trong Captain America, The Winter Soldier 2014. Và vừa rồi là chương trình tin tức buổi tối. Kiều Trâm và Quang Trương cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt.